Xin chào tất cả các anh chị nhà phân phối, khách hàng nhà phân phối của công ty Amway. Xin được tự giới thiệu, tôi là Hoàng Dung và rất hân hạnh được đồng hành với các anh chị trong video này. Đến hẹn lại lên rồi, chương trình Young Blood và thử thách Star Challenge năm 2020 đã chính thức được khởi động. Và tôi tin rằng tất cả các anh chị đều mang trong mình niềm háo hức và mong chờ để tham dự tranh tài trong các thử thách năm nay đúng không nào? Và để hỗ trợ cho các anh chị chuẩn bị sẵn sàng thì tôi xin được đại diện cho công ty Amway để chia sẻ những thông tin chi tiết nhất về chương trình. Đầu tiên thì chắc hẳn nhiều anh chị đang thắc mắc chương trình Young Blood và thử thách Star Challenge, hai cuộc thi này có gì khác nhau. Chương trình Young Blood là chương trình được tạo ra nhằm xây dựng và phát triển cộng đồng U35. Và đây là những bạn trẻ mới gia nhập vào Amway, chưa có nhiều thành tựu trong kinh doanh nhưng mang trong mình niềm khát khao và hoài bão, muốn khẳng định bản thân và khởi nghiệp thành công cùng với Amway. Tham gia chương trình thì các bạn không chỉ được trang bị những kiến thức về quản lý cân nặng mà còn được phát triển kỹ năng xây dựng cộng đồng và kinh doanh. Đây sẽ là những hành trang quan trọng để các bạn có thể khởi động và đẩy mạnh doanh nghiệp của mình cùng với Amway. Đặc biệt là nhà phân phối trẻ U35 sẽ được dẫn dắt và hỗ trợ bởi nhà phân phối có thành tựu trong kinh doanh và hoạt động cùng với Bodykey. Thử thách Star Challenge là thử thách được tạo ra nhằm cung cấp một trải nghiệm cá nhân về bộ giải pháp quản lý cân nặng Bodykey cho tất cả các anh chị nhà phân phối và khách hàng nhà phân phối của công ty Amway. Tham gia thử thách Star Challenge thì các anh chị sẽ có cơ hội thay đổi bản thân để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình trong 60 ngày. Cân nặng hợp lý hơn, vóc dáng thon thả hơn, lối sống lành mạnh hơn, ăn uống điều độ hơn, tinh thần tích cực hơn, yêu đời và tự tin hơn. Từ đó các anh chị sẽ trở thành sản phẩm của sản phẩm để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh trong ngành hàng quản lý cân nặng cùng Bodykey. Hy vọng phần chia sẻ này sẽ giúp cho các anh chị hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa chương trình Young Blood và thử thách Star Challenge, từ đó lựa chọn cuộc thi phù hợp với mục tiêu của các anh chị. Và sau đây thì tôi xin được đi vào phần chính của video clip này để chia sẻ những thông tin chi tiết nhất về chương trình Young Blood. Đầu tiên thì tôi xin được nhắc lại mục tiêu và ý nghĩa của chương trình Young Blood. Chương trình Young Blood là nền tảng để hỗ trợ và khuyến khích các nhà phân phối trẻ U35 phát triển kinh doanh bằng cách sử dụng lợi thế tăng trưởng của ngành hàng quản lý cân nặng. Trong nền tảng này, thì nhà phân phối trẻ U35 sẽ có được sự dẫn dắt và hỗ trợ bởi nhà phân phối có thành tựu trong kinh doanh và hoạt động cùng với Bodykey. Khi tham gia vào Bodykey Young Blood thì bạn không chỉ được trang bị những kiến thức về quản lý cân nặng mà còn được phát triển kỹ năng xây dựng cộng đồng và kinh doanh nữa. Đây sẽ là một hành trang quan trọng để bạn có thể khởi động và đẩy mạnh sự nghiệp kinh doanh cùng với Amway. Không chỉ vậy, nhà phân phối có thể sử dụng kết quả và kinh nghiệm tích lũy từ chương trình để tăng trưởng kinh doanh và phát triển kỹ năng hơn nữa thông qua việc tham gia các lớp đào tạo chuyên nghiệp mentor và lập nhóm tham gia thử thách 60 ngày cùng Bodykey được tổ chức vào tháng 10 năm 2020. Chương trình Young Blood bao gồm khóa đào tạo Young Blood và thử thách Star Challenge. Thử thách Star Challenge sẽ được thực hiện trên ứng dụng Bodykey 2.0. Chương trình Young Blood là thử thách nhóm gồm 2 nhóm đối tượng, trong đó một nhà phân phối lãnh đạo sẽ dẫn dắt từ 1 cho đến 4 nhà phân phối U35. Điều kiện để trở thành nhà phân phối dẫn dắt là bạn phải có danh hiệu cao nhất từ Gold trở lên hoặc là Mentor, trưởng nhóm, thành viên nhóm, trưởng nhóm mới của top 15 thử thách 60 ngày của các năm trước đó với danh hiệu cao nhất từ 9% trở lên. Điều kiện tham dự của nhóm U35 là nhà phân phối U35 chưa từng tham gia thử thách Young Blood của những năm trước đó, có danh hiệu hiện tại dưới Silver và chưa từng học khóa Mentor. Lưu ý là đối với các anh chị nhà phân phối là vợ chồng có chung một ADA kép, hai vợ chồng được quyền tham gia chương trình Young Blood cùng một nhóm hoặc hai nhóm khác nhau, hoặc một người tham gia chương trình Young Blood và một người tham gia thử thách Star Challenge. Chương trình Young Blood diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 26 tháng 9 gồm có 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, khóa học Young Blood diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4. Giai đoạn 2, thử thách Star Challenge diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 26 tháng 9. Ngày 4 tháng 5 thì công ty sẽ bắt đầu mở bán bộ giải pháp Bodykey. Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6 thì các bạn có thể vào Amway Today hoặc là web booking của Bodykey để đăng ký tham dự chương trình và đăng ký cân đầu vào. Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 18 tháng 6, cân đầu vào tại các trung tâm phân phối của Amway. Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng 8, tham gia thử thách trên ứng dụng Bodykey Star Challenge. Và thời gian bắt đầu đăng ký cân đầu ra là từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 21 tháng 8. Từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8, tiến hành cân đầu ra. Đến ngày 26 tháng 9, công ty Amway sẽ công bố kết quả chung cuộc. Giải thưởng của chương trình bao gồm các hạng mục như sau. Top 10 nhóm xuất sắc nhất, mỗi thành viên trong nhóm sẽ nhận được một camera GoPro Hero 7 trị giá là 8 triệu đồng và một bằng chứng nhận đạt giải của chương trình.
top 20 cá nhân có mức tăng cơ giảm mỡ tốt nhất, một hộp Nutrilite All Plant Protein 450g trị giá là 936.000 đồng một người và một bằng chứng nhận đạt giải của chương trình. Các nhà phân phối tham gia cân đầu ra thành công sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng sản phẩm của Body Key với tổng trị giá giải thưởng lên đến là 20 triệu đồng và bằng chứng nhận tham gia chương trình Young Blood. Những thành viên nằm trong top 10 nhóm xuất sắc nhất sẽ được công ty cân nhắc ưu tiên để tham gia các khóa học mentor sau này. Số lượng lựa chọn tùy theo năng lực đào tạo của lớp mentor năm đó. Chương trình Young Blood gồm có 2 giai đoạn: khóa đào tạo Young Blood và thử thách Star Challenge. Giai đoạn 1, khóa đào tạo Young Blood, nhà phân phối dẫn dắt sẽ đại diện đăng ký cho nhóm mình từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 15 tháng 4 tại link đăng ký khóa học như ở trên màn hình. Khóa học được tổ chức qua Zoom từ ngày 24 đến 26 tháng 4 năm 2020 và các bạn sẽ có những học phần bao gồm quản lý cân nặng lành mạnh, bộ giải pháp quản lý cân nặng Body Key, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng xây dựng cộng đồng và huấn luyện thể chất cơ bản. Sau khi hoàn thành các khóa học thì các học viên sẽ làm bài kiểm tra đầu ra và đạt được số điểm quy định để tham gia giai đoạn 2 là thử thách Star Challenge. Quy định như sau, nhóm cần đạt điểm trung bình nhóm từ 50 điểm trở lên, trong nhóm không có thành viên nào có điểm bài kiểm tra dưới 50 điểm. Sau khi hoàn thành khóa học Young Blood và đạt chỉ tiêu bài kiểm tra cuối khóa thì các nhóm sẽ tham gia giai đoạn 2 của chương trình là thử thách Star Challenge, bao gồm 7 bước. Bước 1, mua bộ sản phẩm Body Key. Bước 2, kích hoạt đồng hồ InBody Watch và ứng dụng Body Key 2.0. Bước 3, đăng ký tham dự và đăng ký cân đầu vào. Bước 4, cân đầu vào. Bước 5, tham gia thu thập điểm star. Bước 6, đăng ký cân đầu ra và bước 7, cân đầu ra. Bước 1, mua bộ sản phẩm bắt đầu từ ngày 4 tháng 5. Các bộ sản phẩm của Body Key bao gồm: bộ số 1 là bộ Body Key 2.0 đang được bán ở trên thị trường. Bộ số 2 và bộ số 3 là hai bộ được mở bán trong giai đoạn thử thách. Trong trường hợp các anh chị chưa từng mua bộ sản phẩm nào của Body Key có đồng hồ InBody Watch thì các anh chị chỉ cần mua bộ số 1 hoặc bộ số 2 ngay sau khi tham gia, còn bộ số 3 là mua trong vòng 60 ngày của cuộc thi. Trường hợp các anh chị đã có đồng hồ InBody Watch rồi thì các anh chị có thể mua một trong 3 bộ là đủ điều kiện tham gia chương trình. Lưu ý đối với các anh chị nhà phân phối là vợ chồng có chung một ADA kép, nếu hai người cùng tham gia chương trình Young Blood thì mỗi người phải mua riêng một bộ sản phẩm Body Key theo đúng quy định của chương trình. Bước 2, sau khi mua bộ sản phẩm thì chúng ta sẽ kích hoạt đồng hồ InBody Watch và ứng dụng Body Key 2.0 để đăng ký tham gia thử thách. Các anh chị vui lòng tham khảo cách thức thực hiện tại link video clip như ở trên màn hình. Link thứ nhất sẽ hướng dẫn các anh chị cách kích hoạt đồng hồ InBody Watch và ứng dụng Body Key 2.0. Tiếp theo là link hướng dẫn sử dụng đồng hồ InBody Watch dành cho người hoàn toàn mới, hiểu rõ cách khởi động, vận hành, đo các chỉ số ra sao. Bước thứ 3 là đăng ký thông tin tham dự chương trình và đăng ký cân đầu vào từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6. Các anh chị trưởng nhóm sẽ đại diện nhóm của mình đăng nhập vào web booking của Body Key theo đường link ở trên màn hình. Trên giao diện của web booking ở góc trái màn hình sẽ có một thử thách Body Key với hai lựa chọn là thử thách Star Challenge và thử thách Young Blood. Các anh chị sẽ chọn thử thách Young Blood và tiếp đó trưởng nhóm sẽ lần lượt điền đầy đủ các thông tin bao gồm thông tin cá nhân của mình, tên nhóm, tên các thành viên của nhóm, thông tin cá nhân của các thành viên. Đồng thời lựa chọn khung thời gian cân đầu vào tại các trung tâm phân phối thuận tiện nhất cho từng thành viên của mình. Tất cả các trung tâm phân phối của Amway sẽ hỗ trợ việc cân đầu vào của các anh chị bao gồm cả RDC, ABC và Phyto. Lưu ý là các anh chị nhớ điền thông tin của mentor đã tư vấn các anh chị tham gia chương trình Young Blood này để các anh chị mentor được cộng điểm trong thử thách mentor nhé. Và sau khi điền đầy đủ các thông tin và nhấn nút đăng ký, nếu trên màn hình trả về kết quả như thế này, có nghĩa là các anh chị đã đăng ký thành công. Lúc này các anh chị đã có thể bắt đầu tham gia thử thách cũng như đi cân đầu vào. Và một lưu ý nữa là thời gian cân đầu vào của các thành viên trong cùng một nhóm không được cách nhau quá 3 ngày. Bước 4. Cân đầu vào. Trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 18 tháng 6, nhà phân phối đến cân đầu vào tại các trung tâm phân phối theo đúng thời gian đã đăng ký. Các anh chị vui lòng đến trước giờ cân 15 phút để được chuẩn bị tốt hơn. Trước khi đến cân đầu vào thì các anh chị lưu ý là phải tải sẵn ứng dụng Body Key và kết nối đồng hồ InBody Watch trên thiết bị di động của mình. Khi đến cân đầu vào thì các anh chị nhớ mang theo đồng hồ InBody Watch, thẻ nhà phân phối, chứng minh nhân dân, thiết bị di động đã đăng ký ứng dụng Body Key và hóa đơn mua hàng trùng với tên người đăng ký tham gia chương trình để chứng minh đã mua bộ sản phẩm cũng như đã có đồng hồ. Sau khi cân đo xong thì chúng ta cần yêu cầu nhân viên Amway ký xác nhận và đóng dấu trên phiếu kết quả cân đo.
Sau khi cân đầu vào thì các anh chị nên tham gia thử thách trên Body Key 2.0 càng sớm càng tốt. Nếu như các anh chị thấy thời gian cân đầu vào và thời gian bắt đầu tham gia thử thách trên ứng dụng cách nhau quá 7 ngày thì cần thông báo cho nhân viên Amway để xóa đăng ký tham gia và bắt đầu thử thách lại từ đầu. Sau khi cân đầu vào thì các nhóm cần đăng tải các hình trước thử thách. Trưởng nhóm sẽ đăng nhập vào web booking của Body Key tại link ở trên màn hình để đăng tải những hình ảnh của nhóm. Hình ảnh yêu cầu gồm có 3 ảnh của mỗi thành viên trước thử thách, ảnh chụp phía trước, chụp ngang và phía sau. 3 ảnh nhóm trước thử thách, ảnh chụp phía trước, chụp ngang và chụp phía sau. Lưu ý là các anh chị cần mặc trang phục chỉnh tề, đồng phục body kia hoặc áo thể thao ôm sát, không mặc áo thun dáng rộng, có thể kéo áo lên ngang bụng để có thể thấy được vòng hai của mình. Đeo đồng hồ in body watch, khung cảnh chụp gọn gàng và đầy đủ ánh sáng. Hình ảnh chụp thực tế, không selfie, tự chụp, trước gương hay là chỉnh sửa qua Photoshop. Hình ảnh chất lượng từ 2MB trở lên và các anh chị cần đăng tải hình ảnh trước thử thách chậm nhất là ngày 12 tháng 6. Bước 5, thu thập các điểm star trong suốt 60 ngày thử thách. Thử thách Star Challenge trên ứng dụng sẽ được mở ra từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng 8. Và đây chính là phần chính để quyết định được thứ hạng của nhóm. Điểm star gồm có 3 hạng mục. Thứ nhất, tích lũy sau hàng ngày. Trong đó gồm thực hiện 10.000 bước mỗi ngày và tập Easy Training 1 set. Mỗi set sẽ là 20 lần, nhiều nhất là 3 set một ngày. Và các hoạt động của các anh chị theo hạng mục sẽ nhận được số star tương ứng trên phần mềm. Thứ hai là tích lũy sau theo kỳ gồm tải ảnh lên ứng dụng cập nhật sự thay đổi vóc dáng 4 lần, một ảnh mỗi lần, xem video về hướng dẫn luyện tập 3 video một tuần, xem các video livestream về kiến thức body key và hoàn tất các bộ câu hỏi online cho từng livestream. Livestream hàng tuần theo thể lệ. Và mục thứ ba là tích lũy sao đặc biệt, giảm mỡ nhiều nhất top 10, giảm mỡ nhiều nhất top 11 đến 20, tăng cơ nhiều nhất top 10, tăng cơ nhiều nhất top 11 đến 20 và mỗi hạng mục sẽ nhận được số star tương ứng. Bước 6, đăng ký cân đầu ra từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 21 tháng 8. Ở bước này thì trưởng nhóm đăng nhập vào trang booking tại link ở trên màn hình để đăng ký cân đầu ra cho nhóm của mình, thực hiện tương tự các bước như ở phần cân đầu vào. Và một lưu ý là các nhà phân phối cần thực hiện cân đầu ra không quá 7 ngày sau khi kết thúc thử thách trên ứng dụng. Nếu không, kết quả cân đầu ra được xem là không hợp lệ. Các anh chị cũng cần nhớ ký tên và lấy phiếu xác nhận cân đo ngay sau khi cân đầu ra. Bước 7 là cân đầu ra, thời gian từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8. Quy trình được thực hiện tương tự như là cân đầu vào. Và sau khi cân đầu ra xong thì trưởng nhóm cần đăng tải hình ảnh sau thử thách tại đường link ở trên màn hình. Hình ảnh yêu cầu gồm 3 ảnh chụp phía trước, phía sau và chụp ngang của từng thành viên và của cả nhóm. Lưu ý là các yêu cầu về chất lượng hình ảnh sau thử thách tương tự với ảnh chụp trước thử thách. Các nhóm thi phải đăng tải hình ảnh trong vòng 5 ngày sau khi hoàn thành thử thách trên ứng dụng. Hạn chót đăng tải hình là ngày 24 tháng 8 năm 2020. Hy vọng rằng với thông tin chia sẻ trong video này thì các anh chị đã có đầy đủ các thông tin chi tiết về chương trình Youngplus 2020. Và nếu như mà các anh chị có những thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, vui lòng tham khảo tại website bodykey.com.vn hoặc liên hệ hotline 1800 1700 để được tư vấn và hỗ trợ. Chúc các anh chị sẽ có một mùa tranh tài thành công với nhiều trải nghiệm thú vị cùng Body Key.